Nếu Slenderman trốn khỏi khu rừng ma của tất cả SCB, Cartoon Cat, Siren Head, Biggie. Nhiệm vụ nãy giờ anh giao tất cả đã nghe rõ chưa? Đứa nào nhiệm vụ gì thì làm nhiệm vụ đó nha. Rồi bây giờ chia ra đi thôi nào. Let's go, trời sáng rồi. Wow, rất là đông người luôn. Trời đây, đã sáng rồi. Bây giờ tụi mình phải đi tìm Siren Head nè, Cartoon Cat nè, rồi nói chung là hả, Longhose nè, để tiêu diệt bọn nó các bạn. Đây là khu rừng mà nghe nói SCB đang sống ở đây các bạn thấy không? Rất là nhiều người tới đây để săn SCB đó các bạn, chứ không phải riêng gì tụi mình đâu. Rồi chia ra hết rồi, bây giờ đi đi. Đó, mỗi đứa một công việc. Trời, thanh niên này có cái khiên dữ không? Rồi, bây giờ chúng ta đi thôi nào. À, khoan, mình có đèn pin các bạn ơi. À, mình có cái khiên nè. Mình có cái khiên luôn nè. Được, được, được. Nhưng mà trước tiên... Ui. Trời, tối rồi. Survival Dinner. Bây giờ là chúng ta phải cẩn thận, tại vì đến tối là SCB sẽ xuất hiện nha các bạn. What? Các bạn nhìn nè. Dòng sông cà chua. Trời ơi. Cái này mà nhảy xuống không biết sao luôn á. Thôi mình không nhảy xuống đâu. Để mình chạy về nhà đã các bạn. Đây, cái chỗ này là trong nhà nè các bạn ơi. Bây giờ mình đi vô nhà cái đã. Ui, ở ngoài rất nguy hiểm. Ôi, có kênh nè. Đi đuôi. Ôi, Cartoon Cat. Cartoon Cat kìa, mấy đứa này nó bị sao trời. Cartoon Cat kìa, tụi nó không thấy à. Cartoon Cat, Siren Head kìa. Ôi, tấn công. Tấn công tụi nó. Tấn công, Siren Head các bạn ơi. Wow, Siren Head kìa, cẩn thận. Đây, ui, đứa nào bị bắt rồi. Ôi, no, nó bắt đồng đội của mình. Đứa nào vậy? Ôi, anh sẽ cứu em. Mình cũng chả biết đứa nào bị bắt nữa, nhưng mà mình bay vô mình cứu đại đi. Đấy, Siren Head ngã ngửa rồi. Thấy chưa, Siren Head ngắt xỉu rồi. Tụi mình đã tiêu diệt rồi. Bây giờ coi Cartoon Cat đó bạn ơi. Cartoon Cat. Cartoon Cat nè, Cartoon Cat nè, Cartoon Cat, Cartoon Cat, Cartoon Cat. Wow, nó bắt tử các bạn ơi. Nó nhắm vô đứa nào là đứa đó bị bắt liền á. Hình như nó không nhắm vô mình, nó sợ mình hay sao ấy. À, nó thấy mình đẹp trai quá, với lại mình khỏe quá, nó sợ mình rồi. Không, nó có dám làm gì mình đâu. Chạy hả, chạy hả, Cartoon Cat. Yes. Ủa chưa hả, mình tưởng tiêu diệt được Cartoon Cat rồi chứ. Cartoon Cat nè, Cartoon Cat nè, Cartoon Cat nè, Cartoon Cat nè. Trên đây có nhà nè, trên đây có nhà nè các bạn ơi. Yeah. Ui, có một cái gân nè, có một cái gân nè. Hay lắm, lấy cái gân nào. Nó chạy rồi, dí theo nó, đuổi theo nó anh em. Nó kìa. Rồi. Các bạn thấy ghê không? Các bạn thấy ghê chưa? Nhưng mà Siren Head đâu? Đi tìm Siren Head. Rồi các bạn, mình phát hiện ra đằng kia có một cái hang kìa. Có khi nào đó là hang của Siren Head không? Cái hang rất bự luôn các bạn. Lên mấy đứa, lên nè. Ôi, cẩn thận, để soi đèn pin cho. Đúng rồi các bạn ơi, cái hang này của Siren Head nè. Chắc chắn tối là Siren Head ngủ ở đây nè các bạn. Các bạn thấy không? Cái hang gì bự vậy? Survival Deny. Trời tối rồi các bạn ơi. Các bạn này ấy đây nè, ở đây là có gọi là hạ dung nham nữa bạn ơi. Dung nham nè, chắc chắn là cái chỗ này là giống như cái ngọn núi lửa các bạn. Ôi. Ôi, hết hồn. Tưởng Cartoon Cat chứ. Bây giờ mình đang tìm Siren Head. Đâu rồi. Ôi, Siren Head kìa. Chính xác rồi các bạn ơi, cái chỗ này chỗ ở của nó nè, Siren Head nè. Nó kìa. Cẩn thận mấy đứa ơi. Ui, Siren Head bị gì bạn ơi? Siren Head này. Ô, nó đâu rồi? Ủa, nó đâu rồi? Nó tay le bọt được các bạn. Siren Head này tay le bọt. Cái gì ghê vậy? Theo như báo cáo của team thì nãy giờ chưa thấy sự xuất hiện của Siren Head ở đâu. Từ khi mà tụi mình thấy nó ở ngay cái chỗ nơi ở của nó trong cái hang. Bây giờ tụi mình sẽ quay lại cái hang đó để xem coi là Siren Head có còn ở đó hay không. Khu rừng này rất rộng. À, cẩn thận, nếu không sẽ bị lạc nha các bạn. Nãy giờ rất là nhiều người bị lạc rồi đó, thấy không? Nãy đông lắm mà bây giờ còn có mấy người nè. Survival the night. Chúng ta phải sinh tồn trong đêm nay các bạn ơi. Wow. Oh, đứng trước mặt mình luôn kìa. Siren Head kìa. Wow, nó bắt đứa nào vậy? Ui, nó rất là bự luôn các bạn ơi. Ôi, đừng. Ui, nó bắt đứa nào nó ăn các bạn ơi. Ôi, hình như nó, ui, nó kéo mình. Ui, thôi. Rồi, Siren Head. Rồi, Siren Head bị gì rồi? Ôi, nó ăn mình các bạn. Ôi, rồi, xong mình luôn rồi. Ui, mình vẫn còn. May quá, 500 anh em này của mình. Bắn nó đi. Mình phải đỡ khiêng. Ui, nó bóc đứa nào lên. Rồi, nó bóc lên nó ăn các bạn không? Đỡ khiêng, để anh đỡ khiêng cho. Mày đưa cứ bắn đi, anh đỡ khiêng cho. Rồi mình đỡ khiêng các bạn ơi, đây mình đang cầm cái khiêng nè. Mình đang đỡ nè. Ôi, nó ăn mình kìa. Ôi, nó bóc mình lên ăn. Rồi. Ui, mình vẫn còn, may quá. Nó bóc mình lên ăn các bạn. Đây, đỡ khiêng. A, à, các bạn không, nó bóc mình lên kìa. What? Bắn tôi ra đi. Trời ơi, tha tôi ra. Ui, rồi. Bắn tôi ra đi. Đúng rồi. Này thì Siren Head à. Yes, tụi mình phải tiêu diệt nó bạn ơi. Trời ơi, các bạn nhìn máu của nó kìa. Máu của nó là 500.000 máu nha các bạn. Thay đạn. Con Siren Head này nó có một đặc điểm mà chắc từ trước tới giờ các bạn chưa biết. Đó chính là tuyệt chiêu khí tụ đan điền.
Đó, tiệt chiêu mà mình hay sử dụng đó là tiệt chiêu xì hơi các bạn à. Mình thấy nãy giờ nó xì hơi hơi nhiều rồi đó. Mà mấy đứa này cứ bu vô. Hình như mấy đứa này nó hửi cái mùi đó, nó khoái hay sao á. Nè các bạn thấy không nè. Oh yes. Yes. Tiêu gì được coi. Ở đây mình vừa phát hiện ra có một chiếc xe của đội đặc nhiệm Squad nè các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đó, có một căn nhà luôn các bạn. Ở đây có một đội xe của đội đặc nhiệm nè. Rõ ràng đội đặc nhiệm đã tới đây nhưng mà bây giờ không ai tìm thấy hết các bạn. Tụi mình là những người mà phải đi tìm nè. Rồi đi vô đây xem coi như thế nào mấy đứa. Để vô đây xem coi. Ở trong đây là chuồng ngựa các bạn ơi. Chuồng ngựa. Chắc chắn là sẽ có long hose ở đây các bạn à. Mình mới phát hiện ra được một cái thiên thạch này các bạn. Có thể đây là thiên thạch tạo ra SCP không ta? Mình nhìn cũng không biết nữa. Cái này các bạn nào nghiên cứu thì các bạn sẽ biết nha. Có một cái thiên thạch ở đây nè. Rồi khoan từ cẩn thận nè. Đi tiếp nè. Các bạn thấy không? Ở đây có những cái cục đá biết bay nè. Các bạn thấy không? Đá biết bay nè. Rất là khó hiểu. Ơi gì? Ủa, mình đi xuyên qua cục đá đó các bạn ơi. Sao bầu trời hôm nay lại vậy ta? Hồi nãy màu đen mà bây giờ nó màu đỏ bạn. Ồ! Tụi nó kêu là Loop Moon các bạn. Là mặt trăng máu hả? Mặt trăng máu sao? Nhưng nếu mà mặt trăng máu thì sẽ xuất hiện điều gì đây? Đâu để mình nhìn lên trời coi xem thấy có không? Tối quá mình không thấy gì hết. Cái hang hồi nãy đâu? Chúng ta tìm đến cái hang hồi nãy của Siren Hit đi. Kìa, Siren Hit kìa. Nó đang đuổi theo một người. Siren Hit kìa mấy đứa ơi. Siren Hit kìa. Nhanh lên. Cản nó lại. Đúng rồi. Ui. Nó bóc rồi xong một thanh niên. Tèo. Trời ơi. Bay cái súng ra luôn. Trời nó xì hơi kìa. Con Siren Hit này có vũ khí lợi hại lắm bạn. Xì hơi một cái là coi như là ngẫm liền á. Đấy, đúng rồi, nó hip hop luôn rồi, nó nhảy pop các bạn không? Đúng không? Con Siren Hit này biết nhảy pop. Đây, để mình núp trên cái cây. Mình phải núp trên cái cây cẩn thận. Cố lên nào. Rồi. Đây, mình sẽ cho mấy bạn này vài cái cây gân để mấy bạn này có thể sử dụng. Đấy, Siren Hit nè. Nhưng mà mình đã tìm được Siren Hit này rồi. Mình không cần Siren Hit các bạn không? Nó đỏ lè nè các bạn không? Sao nó đỏ lên hết vậy ta? Cái tuần két sau lưng kìa. Trời ơi, mấy này không thấy à, cái tuần két sau lưng kìa. Đấy. Trời ơi. Bây giờ là Ôi. Ôi khoan đã. Bây giờ là mình mới thấy một cái con gì nữa nè. Ôi, cái con heo hồi nãy. Con này không biết là SCP gì nhưng mà nó là con heo các bạn ơi. Chạy thôi. Vô nhà. Ui. Vô nhà đi, nhanh lên. Đúng rồi, tập hợp ở đây. Chúng ta không sợ. Chúng ta đã tập hợp ở đây làm gì sợ được nó. Đúng rồi, càng đông càng không sợ. Đấy, rồi, an toàn rồi. Ui. Trời. Nó đứng kế bên tụi mình luôn mà mình không biết các bạn ơi. Con cái con ma heo này con gì các bạn? Rồi bây giờ là mình đang cố gắng đi tìm thêm SCP khác. Đứng ở đây thì mình có thể thấy được là cái chỗ tụi mình tụ tập ở đằng kia nè. Bên kia là có một cái ngọn tháp nè. Đằng sau lưng tụi mình là núi tuyết. Bên kia cũng có ngọn tháp các bạn không? Nói chung là rất là nhiều chỗ. Nhưng mà tụi mình không có tìm ra được. Mấy bạn này đứng im mấy bạn ơi. Trời ơi. Vậy mình không thấy rồi đi xuống làm trời mưa nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi. Trời. Điên rồi. Tụi nó điên rồi. Nó bắn nhau luôn kìa. Nó điên rồi các bạn ơi. Ui. Có thể là do bị kẹt ở trong. Ui các bạn thấy không? Vừa sắm chớ một cái trời tối liền luôn các bạn. Có thể là do bị nhốt ở trong đây lâu quá thì tụi nó điên hết rồi. No. Đừng có điên vậy chứ. Ui. Ui. Biết ghi. Đi ra đi. Đúng rồi, một con ui, con Biggie nó trâu đó các bạn ơi. Nó bắt tử hay sao ấy? Cố lên nào, Biggie nè. Biggie. Sau lưng. Sau lưng kìa. Cái con gì nè? Sao cái con này? Hỏi con cái con này còn bò cảm các bạn ơi. Ui. Sấm chớp khó nhìn quá. Ui. Ô. Yo. Mấy đứa ơi, cẩn thận. Cẩn thận nào. Con rõ kìa, tiêu diệt nó đi. Cái con bò cạp. Yes, con bò cạp thì bị tiêu diệt rồi bạn ơi. Con Biggie này trâu lắm. Biggie này bắt tử hay sao ấy? Rồi, tiêu diệt nó. Tiêu diệt nè. Rồi. Rồi con này bỏ đi, chúng ta nói chung là phải đi tìm được những cái con khác. Nhưng mà bây giờ mình tìm con Yeah boy. Cartoon Cat kìa em ơi. Em ơi, đứng đó làm gì? Cartoon Cat kìa. Rồi, có cả Ant-Man nữa bạn ơi. Có cả nhà gì người kiến nữa nè. Người kiến hỗ trợ chúng ta. Wow. Siren Hit kìa. Lên đây, Siren Hit trên đây nè. Siren Hit kìa. Này thì trời ơi, nó bốc lên kìa. Ghê chưa. Siren Hit các bạn ơi. Trời ơi, nó bốc lên kìa. Thả ra. Đấy, tụi mình phải làm vậy nó mới thả rồi là bạn của mình ra bạn. Đấy, nó bốc lên kìa, thấy không? Ơi, cái tuần két né ra nha, cái tuần két nha. Ui dồi. Rồi, tụi mình sẽ tiêu diệt nó xong.
Thôi, dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ cùng để xem bạn cao với mình cao. Nếu các bạn là fan chân chính muốn hộ mình nha. Rồi thôi, bây giờ thì tụi mình phải tiêu diệt con mấy con SCP này, sau đó tụi mình đi về nha các bạn. Là vừa rồi. Ui, Biggie nè. Biggie nè. Rồi, và cảm ơn xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.